Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tối ngày 27 tháng Chạp, tức là tối ngày 29 tháng 1 năm 2022. Hiện tại phía trước màn ảnh của cô chú anh chị và các bạn là đường Hoa Nguyễn Huệ, quận 1 Sài Gòn các bạn. Bây giờ là 19 giờ 20 phút. Hôm nay Tường Vũ Channel rất vui được cập nhật toàn cảnh đường Hoa Nguyễn Huệ sẽ được khai mạc vào buổi tối ngày hôm nay. Dòng người tấp nập đang đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Hoa Nguyễn Huệ trong buổi tối ngày hôm nay để chuẩn bị chờ đến giờ khai mạc. Đây là phía bên ngoài các bạn, phía bên ngoài đường Hoa Nguyễn Huệ ha. Có lẽ khi từ buổi chiều thực hiện cái video clip ở bên trong đường Hoa Nguyễn Huệ buổi tối ngày hôm nay, có thể do vì âm nhạc cho nên từ buổi chiều xin phép tất cả cô chú anh chị và các bạn có thể là mình sẽ ngắt âm thanh, mong tất cả quý vị và các bạn vui lòng thông cảm giúp ha. Tại chúng ta vẫn đang có mặt trên bên ngoài đường Hoa Nguyễn Huệ các bạn. Do đang trong thời gian tổ chức khai mạc cho nên chưa có mở cửa để cho du khách vào bên trong tham quan các bạn. Chúng ta chỉ chờ vài phút nữa thôi thì bắt đầu sẽ cho mọi người vào đây để mà tham quan chụp ảnh. Đó là hàng trăm người luôn các bạn. Với số người này mà đổ về bên đường Hoa Nguyễn Huệ thì cũng nghẹt luôn các bạn, chứ không phải là đẹp đây.
cộng với chủ đề xuân quê hương ấm tình nhân ấm rồi. Và cũng đã kết lại lễ khai mạc đường hoa Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. Đường hoa đã chính thức mở cửa để đón nhân dân và du khách đến tham quan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong đường Hoàng Nguyên Huệ các bạn ha. Bây giờ là 8 giờ 30 phút rồi. Dòng người đang tấp nập đổ về cổng chính của đường Hoàng Nguyên Huệ trong buổi tối ngày hôm nay. Đẹp người luôn. Ngẹt người luôn. Ngẹt người luôn, có đường vô đâu. Wow, 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 wow. Hàng nghìn người đang chen chúc về vào cổng chính để bắt đầu bước vào bên trong các bạn. Trăm người đang xếp hàng ở đây. Rất là đông. Là thì trước mặt của chúng chị và các bạn thì thấy hiện nay là hàng trăm người đang đứng ở trước cổng này, thì không biết khi nào mới được vào bên trong cổng đây các bạn ha. Chúng ta thử xếp hàng chờ xem đến khi nào. Rất là đông. Đông lắm nha các bạn, rất là đông. Hàng nghìn người đang đổ về đây chen chúc về cái đường Hoàng Nguyên Huệ dài 600 mét trong buổi tối ngày hôm nay, thì như vậy có thể nói là rất là đông đúc luôn.
Thật sự mà nói với cái số lượng du khách đến trong ngày đầu khai mạc trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta thấy là quá tải rồi. Số lượng này là quá tải các bạn. Do cái buổi lễ khai mạc trong buổi tối ngày hôm nay đến 8 giờ 30 phút tối mới được kết thúc cho nên là dòng người đang đợi chờ phía ngoài này nó tồn rất là đông. Phía bên ngoài cổng xếp hàng cũng như là phía bên trong đường Hoa Nguyễn Huệ như vậy thì có thể nói là hôm nay là đường hoa quá tải các bạn. Thật sự mà nói thì với cái lượng khách đến trong buổi tối ngày đầu tiên khai mạc như vậy thì có thể nói là quá tải rồi các bạn. Mất này cố gắng đi nhanh nhanh đừng có để người khác ta chen vô. À, như vậy là chúng ta đã đi vào bên trong rồi các bạn, vào bên trong đường Hoa Nguyễn Huệ rồi. Đây, dòng người đang tấp nập đông đúc các bạn. Này đông người quá thì chúng ta cũng không có quay được cái gì mấy. Đây là mô hình con hổ các bạn, cận cảnh nhất các bạn nhé, cận cảnh nhất các bạn. Đó là buổi tối ngày hôm nay để mà có một bức ảnh ở tại đây thì thật sự rất khó. Và đó là hàng ngàn người chen chúc vào đây các bạn, náo nhiệt đông vui. Thank you.
Ở đây chúng ta chỉ có một lối vào và đi thẳng là một lối ra thôi các bạn. Một lối vào và một lối ra chứ không có đi ngược lại các bạn ha. Vào một lối và chúng ta sẽ đi ra một lối. Đây là phía bên trong các bạn. Có lẽ ở đây có thể là có tiếng nhạc cho nên là Tường Vũ Channel đôi vì lý do kỹ thuật âm nhạc ở bên trong đường Hoa Nguyễn Huệ cho nên có lẽ là có những đoạn Tường Vũ Channel sẽ tạm thời ngắt âm thanh các bạn ha. Nhìn chung năm nay đường Hoa Nguyễn Huệ như vậy thiết kế một cái mô hình rất là gần gũi với người dân Sài Gòn. Xuân quê hương, ấm tình nhân ái. Đường hoa này trải dài 600 mét các bạn. Đây trang trí chủ yếu là hoa, nhiều loại hoa rất đẹp các bạn. Đây là những hình ảnh mà Tường Vũ Channel được cập nhật mới nhất vào buổi tối ngày 27 tháng Chạp năm 2021. Như vậy chúng ta chỉ còn một vài tiếng đồng hồ nữa sẽ kết thúc cái năm 2021 âm lịch này các bạn. Hàng trăm người, hàng ngàn người đang đổ về đây để mà vui xuân, ngắm xuân. Cho nên là ngày hôm nay có thể nói là lượng người rất đông các bạn. Buổi tối thì chúng ta đi tham quan ở đường Hoa Nguyễn Huệ này có những ánh đèn lung linh rực rỡ với những tiểu cảnh ở đây thiết kế rất là đẹp các bạn. Nhưng mà vì lý do là ngày hôm nay ngày đầu tiên khai mạc cho nên để mà chụp một bức ảnh ở đây thì rất là khó các bạn. Thật sự mình nói trong buổi tối hôm nay chúng ta chỉ đi tham quan một vòng ở bên trong đây thôi chứ còn để mà quay cận cảnh những cái tiểu cảnh ở đây thì rất là khó nha các bạn, vướng người rất là nhiều, dòng người chen chúc chật kín ở trong đường Hoa Nguyễn Huệ rồi, chúng ta không thể nào có thể nhìn ngắm được. Nhìn chung những cái tiểu cảnh ở tại đường Hoa Nguyễn Huệ năm nay chúng ta thấy tập trung chủ yếu là về các loại hoa ở miền Tây đồng bằng sông nước các bạn. Con hổ đây các bạn, con hổ màu xanh ha, chú tể sơn lâm. Những chậu hoa, hoa vàng thọ, hoa cúc mâm xôi, hoa hồng đã được trưng bày ở đây rất đẹp các bạn. Có thể nói khi chúng ta du xuân ở tại đường Hoa Nguyễn Huệ lớn nhất ở Sài Gòn, chúng ta thấy dường như có một điều gì đó nó làm vơi nhẹ đi
sự vất vả của mọi người ở trong thời gian vừa qua các bạn. Dòng người vẫn luôn tấp nập để mà đàn du xuân ở đây. Mình sẽ đi một chiều thôi các bạn. Đi ở đây chủ yếu là đi một chiều thôi, một hướng vào một hướng mà ra một hướng luôn các bạn. Nó cũng không nghĩ rằng buổi tối ngày hôm nay mà lượng du khách đến đây tham quan chụp ảnh nhiều đến như vậy các bạn. Thật sự mình hơi bất ngờ bởi vì bây giờ đã là gần 9 giờ tối rồi các bạn. 9 giờ tối rồi. Nói chung là để chụp những bức ảnh mà đặc biệt dễ chụp các bạn, không vướng người, thì chắc chắn là mọi người sẽ đi chụp vào một ngày khác. Chứ còn trong buổi tối hôm nay chắc chắn là hàng nghìn người đang đổ về đây thì chúng ta chủ yếu đi tham quan là chính thôi. Người đẹp. Đây là mô hình những chú hổ các bạn. Những chú hổ rất đẹp. Bông hoa hổ, yeah. Ừ, cái mặt hổ nè, mặt hổ đẹp quá trời, người đẹp và hoa, người đẹp và hoa. Nhiều phụ huynh, nhiều em bé, nhiều gia đình, nhiều mặc dù chúng ta đi vào tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ này nhưng mà yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K của Bộ Y tế các bạn. Đặc biệt là đeo khẩu trang 100%. Ngay cả chụp hình xong chúng ta vẫn phải tranh thủ đeo vào ngay các bạn. Chung tay góp sức phòng chống các bạn.
chụp hình xong là phải kéo khẩu trang lên nha mọi người. Phía bên trong thì cũng rất là đông các bạn, nhưng mà không biết là bên ngoài hiện nay từ Vũ Trinh Hồ nhìn cũng thấy còn dòng người vẫn đang tấp nập đổ về đường Hoa Nguyễn Huệ trong buổi tối ngày hôm nay để mà tham quan điểm vui xuân hội hoa xuân đường hoa lớn nhất ở tại Sài Gòn. Đây là những cây lúa, những đồng lúa các bạn. Những đồng lúa, những cây lúa ở trên đường Hoa Nguyễn Huệ mô phỏng người Việt Nam đồng bằng sông Cửu Long. Đây các bạn, một đất nước nông nghiệp. Đồng lúa bạc ngàn. Đây các bạn, đồng lúa ở đây thể hiện với một cái sự no ấm, hạnh phúc của người Việt Nam chúng ta. Đây là những cây mạ các bạn đó. Những cây mạ xanh. Đó, như các bạn thấy không, dòng người phải nói là tấp nập trên đường Hoa Nguyễn Huệ trong ngày hôm nay thật là rất là đông các bạn. Đó, chúng ta đi ngắm đồng lúa Việt Nam. Đồng lúa Việt Nam báo hiệu một năm được yên bình hạnh phúc. Đây các dàn bướm này các bạn.
ở trên đường Hoa Nguyễn Huệ này chúng ta chụp ảnh vào ban ngày thì sẽ rất đẹp các bạn ha, ánh nắng với lại ánh sáng đủ chụp rất đẹp, buổi tối thì nó cũng có một cái sự lãng mạn huyền mỹ riêng biệt. Từ buổi channel cố gắng cập nhật toàn cảnh bên đường Hoa Nguyễn Huệ trong buổi tối ngày hôm nay, tuy nhiên thì chắc chắn là không có được cận cảnh máy nha các bạn, bởi vì dòng người đông lắm cho mình rất khó để mà cập nhật những cái hình ảnh này. Chung du khách đến trong buổi tối hôm nay chủ yếu là 80% là bạn trẻ các bạn, 80% những bạn trẻ. Nói chung những tiểu cảnh năm nay đường Hoa Nguyễn Huệ, những tiểu cảnh năm nay đường Hoa Nguyễn Huệ thiết kế cũng nhìn rất là sang trọng, nhìn rất là gần gũi với người Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là với vùng đất nông nghiệp, đúng với cái chủ đề xuân quê hương ấm tình nhân ái. Lưu ý mọi người đến đây tham quan vui chơi chụp hình, nhớ tuân thủ tắc 5K, nhớ mang theo chai sụt khuẩn.
nhớ mang theo chai xịt khuẩn các bạn, rồi khẩu trang là 100% luôn ha. Đường Hoa Nguyễn Huệ này mở cửa từ ngày 27 tháng Chạp cho đến ngày 4 tháng 2 các bạn. Mùng 4 tháng 2 dương lịch ha. Đường Hoa Nguyễn Huệ năm nay chủ yếu là sử dụng nhiều chất liệu có thể tái sử dụng như là kim loại xốp nè, rồi mây tre nứa, gạch lưới các bạn, dây đan ở đây cùng với 80 loại hoa, có nghĩa là gần 97.000 chậu hoa các bạn, đủ các loại luôn. Để mà hoàn thành cái đường Hoa Nguyễn Huệ này thì phải nói là tốn rất là nhiều thời gian và công sức các bạn, với những cái cấu kết bằng cốt thép và xốp bao bọc xung quanh luôn các bạn. Đây, các bạn thấy rất đẹp không? Tuyệt vời. Các công nhân những ngày trước từ buổi channel quan sát là tất bật trang trí hoa và tiểu cảnh, sẵn sàng cho buổi khai mạc trong buổi tối ngày hôm nay để đón du khách đến và vui xuân chụp ảnh. Theo dự báo, đường Hoa Nguyễn Huệ của chúng ta sẽ được mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân chụp ảnh thưởng ngoạn của người dân Sài Gòn và đón du khách từ 7 giờ tối ngày hôm nay, tức là ngày 29 tháng 1 cho đến ngày 17 giờ ngày 4 tháng 2, tức là từ ngày 27 tháng Chạp cho đến mùng 4 Tết các bạn nhé. Từ Vũ Chánh Nội xin nhắc lại một lần nữa với tất cả cô chú anh chị và Từ Vũ Chánh Nội xin lưu ý lại giờ mở cửa của đường Hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn từ ngày 29 tháng 1 cho đến 17 giờ ngày 4 tháng 2, tức là từ ngày 27 tháng Chạp cho đến mùng 4 Tết nha quý vị. Có thể nói rằng với những cái tiểu cảnh được trang trí ở trong đường Hoa Nguyễn Huệ mà phía trước mảnh của cô chú anh chị thấy đây, thì chúng ta thấy rằng với chủ đề xuân quê hương ấm tình nhân ái đã thể hiện rõ qua nhiều tiểu cảnh và các cái lọ hoa được trang trí ở đây các bạn. Đây là có một con hổ rất là lớn luôn ha, khủng luôn các bạn. Để tôi buổi channel sẽ cập nhật cái hình cận cảnh con hổ này cho mọi người xem.
rất đẹp các bạn. Nhìn rất là uy, nhìn con hổ này rất là dũng mãnh các bạn. Nhìn phải nói là dũng mãnh luôn ha. Sức mạnh chúa tể rừng xanh, chúa tể sơn lâm. Chung mọi người đang tất bật tập trung về khu vực có con hổ đẹp này để mà chụp ảnh các bạn. Mình cũng đang cố gắng lấy bức ảnh đẹp nhất. Tuyệt vời luôn, to luôn. Và có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.